Với sự giới hạn chỉ có 250 chiếc trên toàn thế giới, phiên bản này, dòng này chỉ có một size duy nhất, đó chính là size 42. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, chủ đề về đồng hồ chính hãng từ Thụy Sĩ. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu một chiếc đồng hồ limited từ thương hiệu, một trong những thương hiệu xa xỉ về đồng hồ bậc nhất hiện nay, đó chính là Hublot. Nguyên bóc, new, và đây là một chiếc đồng hồ limited với 250 chiếc trên toàn thế giới. Wow, một phiên bản màu cam. Những ai yêu thích màu cam thì sẽ chắc chắn chọn chiếc đồng hồ Hublot màu cam này. Phiên bản này, dòng này chỉ có một size duy nhất, đó chính là size 42. Với sự thể thao, thời trang kết hợp trong chiếc đồng hồ này tạo thành một sự cá tính rất tuyệt vời cho những ai thích dòng đồng hồ thể thao thời trang của Hublot, và đặc biệt là những ai thích màu cam này. Với chất lượng cũng như là chất liệu tạo nên chiếc đồng hồ này, chiếc đồng hồ từ thương hiệu của Hublot từ đất nước Thụy Sĩ. Với sự chất lượng cũng như chất liệu để tạo nên chiếc đồng hồ chính hãng này của Hublot thì là một sự tuyệt vời khi hãng chọn những chất liệu vô cùng xa xỉ từ gốm trên vành bezel và phần thân vỏ. Và với phần gốm này thì sự chống trầy sẽ rất là tuyệt vời. Và ngoài sự chống trầy thì sự ánh bóng sáng từ cái vành gốm này, từ phần thân vỏ này cũng rất tuyệt vời. Với dây đeo là cao su nguyên khối của hãng Hublot này, bên trong là màu đen, bên ngoài là màu cam. Cũng như phần thân vỏ trên đồng hồ kết hợp giữa phần gốm màu cam được mài đánh bóng một cách sáng bóng và rất là chuyên nghiệp của hãng Hublot này, kết hợp với phần thân vỏ ở giữa là màu đen, đen mix với màu cam. Và size 42 này thì sẽ là size rất cá tính về thời trang. Chiếc đồng hồ dòng Unico Big Ben Ceramic Orange, đây là cái dòng mà cực kỳ cá tính với màu sắc cũng như là kiểu dáng thể thao thời trang dành cho những ai thích cá tính, đặc biệt là thích màu cam. Bây giờ Kỳ Lân sẽ thử để trên tay của mình để cho quý khách hình dung được là khi quý khách sở hữu chiếc đồng hồ này mình đeo trên tay của mình sẽ như thế nào qua video này. Tay của Kỳ Lân thì một dạng tay vừa phải, mà tay này thích hợp đeo hầu hết tất cả những thương hiệu đồng hồ từ đất nước Thụy Sĩ, vì không quá nhỏ, không quá to, ở mức trung bình và phù hợp với những size 36, 40, 41 và thậm chí là dòng thể thao thời trang Big Ben này. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.